nè, con chó nhà con rồi. Mẹ con chó để con rồi. Chó để con à? Wow. Được bao nhiêu con? Được. Được ba con. Gì này? Gái này. Viết tì con này, con viết tì này.
hết rồi. Cao hết rồi. Ừ, rồi là chim bọc cao, cao cao hết rồi. Lên đó. Cái điều xuống
con hơi đái luôn. Có nhiều lắm. Con măng mà cái chùa đây mất rồi. Mẹ lấy đều măng đẹp nhỉ? Đẹp, nó đẹp. Lúc nãy tìm cái đều tiệc còn đẹp thế này. Cái này bỏ hả cục. Cái này hả non, bỏ non hơn đấy. Cái chùa này tỏa cháu có hôm ra cái chùa đấy. Mà nó tấn lộn. Mai hả tìm.
Đi rồi con mang đi bán nhé. Có tiền dù bán là được rồi, tí tiền mà đủ. Mẹ đi cùng họ ôm lúa. Cắt được con nước xong tí mà dừa. Mẹ về xem mang chín chưa? Chưa chín rồi.
con gạo và nhà. Bỏ 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 cái kiểu xong nó bỏ mà. Con bò miên là cái đẹp. Anh đi mua mua nước uống. Thank you.
Này hơi hè, cho tôi được tí. Bao nhiêu một bó à? 5 nghìn một bó. Ôi ngon nhỉ. Có 65-30 nghìn. Mắm Bắc Bộ đúng không? Hay ngon hơn. Thôi lấy hết cho em. Oh, okay.